Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Shop Zoom Minh. Hôm nay thì em sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để chúng ta sạc cái bình ắc quy có dung lượng là 12V 150 Ah bằng hai tấm pin năng lượng mặt trời 150W mono. Ở đây là em có hai tấm pin đang để sẵn ở đây rồi mọi người. Hai tấm pin năng lượng mặt trời chưa đấu nối gì cả, hai dây dẫn chờ của mỗi tấm pin đang nằm ở đây. Mỗi một tấm thì nó sẽ có một đầu dây ra, một dây âm và một dây dương như thế này. Đây là hai tấm pin em đang để ở chỗ này là khá là nắng. Hôm nay sẽ dùng bộ điều khiển sạc loại mới này mọi người nhé. Trước em test với rất là nhiều bộ điều khiển sạc khác nhau rồi. Hôm nay sẽ test với cái điều khiển sạc loại mới này. Nạp cho cái bình có dung lượng là 150 Ah mọi người nhé. Dung lượng của nó đây, điện áp là 12V, dung lượng là 150 Ah. Bây giờ em sẽ tiến hành đấu nối. Nguyên tắc đấu nối là chúng ta luôn luôn kết nối bộ điều khiển sạc với ắc quy trước mọi người nhé. Không kết nối điều khiển sạc với pin mặt trời trước đâu. Chúng ta sẽ kết nối với ắc quy trước để cho nó nhận diện bình ắc quy của chúng ta. Bộ điều khiển sạc này thì nó sẽ có chế độ nạp cho bình 12 hoặc là 24V tự động này. Ở đây trước em có hai cái bình này sử dụng hệ 24V, nhưng mà nếu mà 24V thì chúng ta mắc nối tiếp ở trên tấm pin. Còn ở đây em đang nạp cho một bình thì chúng ta sẽ mắc song song hai tấm kia mọi người nhé. Bây giờ sẽ tiến hành đấu nối điều khiển sạc với bình ắc quy trước này. Ở đây thì em đã chuẩn bị sẵn những đoạn dây dẫn như thế này rồi mọi người này. Tùy theo cái khoảng cách chúng ta đặt tấm pin và đặt ắc quy cách bộ điều khiển sạc như thế nào mà chọn dây dẫn chiều dài cho nó phù hợp mọi người nhé. Còn cái tiết diện dây ở đây em dùng tạm dây 2.5 này. Còn với hai tấm này thì mọi người nên dùng dây 4 chấm, dây có lõi kích thước là 4mm thì nó sẽ phù hợp hơn. Ở đây là hai dây này là em sẽ dành đấu nối bộ điều khiển sạc với ắc quy này. Còn đoạn dây này là sẽ dùng để đấu với pin mặt trời. Còn đây là một cặp jack đôi để đấu song song hai tấm. Jack đôi này có giá là 120.000 một cặp. Bây giờ sẽ thao tác đấu nối bộ điều khiển sạc với ắc quy trước mọi người nhé. Trên cái điều khiển sạc bất kỳ nó sẽ có các tiếp điểm như thế này này. Hai cái ở giữa này chúng ta sẽ đấu với ắc quy. Hai cái đầu tiên đấu với pin mặt trời. Hai cái cuối cùng này là đấu với thiết bị tải ra theo hệ ắc quy 12 hoặc 24V. Ở đây em dùng hệ ắc quy 12V. Thì đầu tiên chúng ta sẽ thao tác kết nối xương âm của ắc quy vào đây. Ở đây em đã chuẩn bị sẵn đoạn dây như thế này rồi. Chúng ta chỉ việc đấu vào nữa là được thôi. Kẹp đúng âm dương mọi người nhé. Đây là cực dương này, bên này là cực âm này. Cực âm chúng ta sẽ kẹp vào đây. Cực âm của ắc quy này. Dương vào dương của ắc quy này. Lúc này trên bộ điều khiển sạc chúng ta sẽ hiển thị màn hình chính. Điện áp của bình ắc quy này đang báo là 12,3V. Chế độ chọn bình ắc quy này. Đây là SLD này. Bình này là bình viễn thông kín khí nên chúng ta sẽ chọn ở chế độ SLD. Còn một số chế độ bình khác thì chúng ta bấm cài đặt. Cái này em có một cái video hướng dẫn mọi người rất là chi tiết ở phần trước rồi, dành riêng cho bộ sạc này. Đó, chúng ta giữ ở đây nó sẽ chuyển qua chế độ các bộ các ắc quy phù hợp này, ắc quy nước này, bình gel này, bình viễn thông kín khí và sạc cho pin lithium. Ở đây em chọn bình viễn thông kín khí mọi người nhé. Chúng ta giữ nguyên ở chế độ SLD này. Nó sẽ mặc định 12V này. Đang ở chế độ auto nên nó sẽ mặc định 12V. Bây giờ sẽ tiến hành kết nối với tấm pin mặt trời. Hai tấm pin mặt trời đang để ở đây.
Đây là dây dẫn từ tấm pin năng lượng mặt trời mọi người nhé. Em đã đấu nối sẵn cái đoạn jack MC4 này rồi này. Phần này em có một cái clip rất là chi tiết hướng dẫn mọi người đấu nối jack MC4 rồi. Jack đơn, jack đôi và jack 3 đều hướng dẫn rồi. Thì mọi người có thể xem lại những clip đấy mọi người nhé. Hoặc là gõ từ khóa shop Sunmin jack đấu nối MC4. Hôm nay em đấu sẵn đây rồi. Thì bây giờ hai tấm này sẽ đấu song song lại với nhau. Đấu song song thì chúng ta sẽ sử dụng một cặp jack đôi như thế này cho nó tiện, chỉ việc dắt hai tấm lại với nhau là được. Đây là jack đôi MC4 này. Đấu song song hai tấm lại với nhau mọi người nhá. Chỉ việc dắt vào là được thôi. Âm trung âm này. À đây là dây dương nhé. Dương trung với dương này. Và dây âm trung với dây âm này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ được hai tấm 150W ghép song song lại với nhau. Đây thành một tấm rồi nhá. Chúng ta sẽ chỉ việc đấu nối vào cái jack này nữa là được này. Cấp nguồn vào bộ điều khiển sạc để sạc cho cái bình ắc quy kia. Đối với cái bình 150Ah ấy, chúng ta kết nối hai tấm 150W song song này là phù hợp luôn mọi người ạ. Đó, bây giờ nó sẽ báo trên màn hình này cái hình biểu tượng tấm pin mặt trời và mũi tên hình giọt nước đang chỉ vào đây là đang nạp cho cái bình ắc quy của chúng ta rồi. Bây giờ điện sẽ đi từ tấm pin năng lượng mặt trời đi qua bộ điều khiển sạc và sạc cho cái bình ắc quy này. Chúng ta xem qua một số thông số của nó một tí nhé. Đây là chế độ chọn bình ắc quy này, bình viễn thông kín khí, nên em sẽ để ở chế độ SLD này. Còn nếu mà trường hợp chúng ta dùng bình nước, chúng ta sẽ giữ ở nút này giúp em nhé. Giữ ở nút này này. Đó, nó sẽ nhảy qua các chế độ này. Ví dụ mọi người dùng pin lithium này là nó báo cho chọn pin lithium này. Dùng bình nước này, bình khô là FLD này. Còn bình gel, bình viễn thông công nghệ gel ấy, là chúng ta sẽ chọn sang cái này. Còn bình của em là bình viễn thông kín khí nên sẽ để chế độ SLD. Đây ok, em sẽ chọn ở đây nhá. Trở về trạng thái ban đầu này. Auto 12V này. Điện áp, bây giờ nó sẽ báo điện áp từ pin mặt trời đang nạp cho bình ắc quy là 13,4V này. Đó, mũi tên hình biểu tượng này. Thông số khác này, điện áp của tấm pin mặt hai tấm pin mặt trời đây. Điện áp làm việc bây giờ đang qua bộ điều khiển sạc là 14V mọi người nhá. Đây là dòng của hai tấm pin năng lượng mặt trời. Cường độ dòng điện hiện tại là 14,62A. Tấm này test chính giữa trưa là nó vượt hiệu suất điện. Đây là cái dòng của nó ra định mức là 8A. Ở đây em test là hai tấm là được 14,62A, nghĩa là mỗi tấm hơn 7A một tí. Hiện tại là 2 giờ chiều rồi. 2 giờ chiều thì hai tấm này nó đạt 14,62A. Đấy, hiệu suất khá là tốt. Tấm này mọi người dùng hòa lưới ấy, buổi trưa thì nó vượt hiệu suất. Có người phản hồi lại với em là buổi trưa nó đạt hơn 8A là bình thường mọi người ạ. Bây giờ em test là 2 giờ chiều rồi. Điện áp này, dòng này. Đây là mức phần trăm bình này. Cái này thì mặc định nó cứ lên 13V đang nạp vào là nó báo 100% thôi. Còn chúng ta khi mà muốn đo chính xác nhất là chúng ta ngắt kết nối từ pin mặt trời thì cái mức điện áp của bình ắc quy nó sụt xuống bao nhiêu thì nó tính phần trăm chính xác hơn. Còn cứ mặc định có pin mặt trời đủ áp vào là nó báo 100% thôi. Đây là dòng tải ra đang bằng 0 này. Không có thiết bị tải ở đây nhá, không cắm thiết bị tải. Đây em chỉ test chức năng nạp bình thôi. Đây là tổng dung lượng đã nạp vào này, lúc nãy giờ test là từ hai tấm kia đang nạp cho bình ắc quy tổng dung lượng được 1A rồi. Nó sẽ thống kê tổng ở đây được 100, 200, 300, 1000 ở đây. Rồi cái này là đây là tổng dòng nạp này, tổng dung lượng nạp này, đây là tổng dung lượng tải ra này, chưa có này. Nhiệt độ môi trường hiện tại nó có cảm biến xung quanh là 36 độ C này. Đang ở chế độ 16 này thì nó không cho ra tải ở đây. Khi mà chúng ta cấp pin vào đây, chúng ta cài về 15 giúp em nhé. Giữ ở nút này này. 15 là chế độ thủ công. Đó, chúng ta chọn. Còn các chế độ 0 là không cho ra tải nhé. Còn 1, 2, 3, 4 này là hẹn giờ này. Cái giờ này em có làm một video hướng dẫn riêng cho bộ này rồi. Chúng ta để mặc định chế độ 15 giúp em nhé. Giữ nút này. Rồi. Ok, E0 này là không có lỗi này. Nó sẽ báo tương tự lúc nào nó có trong sách hướng dẫn ấy. Nó báo tất cả các lỗi từ E1 đến E10 thì nó sẽ có các lỗi tương ứng. Mọi người có thể xem ở đấy hoặc là xem những video em làm ở phần trước rồi nhé.
Rồi chức năng chính của nó như thế thôi. Nó báo đầy đủ các thông số luôn đấy, màn hình chính rồi này. Nó có một cổng USB. Chúng ta đã trả về chế độ 15 là chế độ thủ công rồi. Thì khi mà chúng ta muốn cho phép gia tải ở đây, chúng ta chỉ việc bấm nút này này. Đấy mọi người thấy hình giọt nước chảy qua đây và cái biểu tượng đèn này nó sáng lên, nghĩa là cái cổng này có điện rồi này. Và cổng USB này cũng có điện rồi này. Chúng ta cắm vào đây để sạc điện thoại, còn cắm thiết bị 12V ở đây. Còn nếu mà chúng ta sử dụng bình 24V thì chúng ta sẽ cắm thiết bị 24V vào ngõ này nhá. Ngõ này nó cho phép dòng ra bằng 1/2 ngõ vào. Bộ điều khiển sạc này là 30A thì cái cổng tải này cho phép tối đa là 15A. Đây bộ này là mã là HP2430. PWM 12 24V auto đây. Dòng 30A này. Đó mọi người có thể xem qua thông số của nó đây mọi người nhé. Bộ này bên em đang bán là 600.000, bảo hành 1 năm. Đấy các thông số đơn giản của nó như thế thôi. Không cho gia tải thì chúng ta bấm nút này. Muốn cho gia tải cũng bấm nút này luôn. Nó kết nối thì trình tự là luôn luôn kết nối bộ điều khiển sạc với acquy trước, sau đó chúng ta mới kết nối với pin mặt trời. Còn trường hợp mà muốn đổi bình hoặc là muốn sạc cho những bình khác thì chúng ta ngắt kết nối từ trên pin mặt trời xuống trước, sau đó mới ngắt kết nối với bình acquy để thay bình acquy mới vào mọi người nhé. Đối với cái bình 150Ah ấy, chúng ta có thể kết hợp với hai tấm này là rất phù hợp luôn. Trường hợp những bình nhỏ hơn như bình 100 hoặc là bình 70-80 thì chúng ta có thể dùng hai tấm 100W cũng được. Nói chung bình càng lớn thì chúng ta sẽ chọn pin lớn theo cho nó phù hợp mọi người nhé. Một số khách hàng thì có những bình dung lượng lên tới 200-250Ah. Thực chất nếu mà chúng ta dùng hai tấm như thế này cũng sạc vào được, nhưng mà thời gian sạc nó sẽ lâu hơn so với sử dụng những cái bình như thế này. Và tùy theo cái mức chúng ta xả ra nữa. Nếu trong bình mà còn điện ấy, thì chúng ta nạp lại nó nhanh thôi. Còn nếu mà chúng ta xả kiệt bình thì nó nạp lại thời gian nó hơi lâu một tí mọi người ạ. Thường hai cái tấm này thì dòng nó đạt từ khoảng 14 đến 15 ampe là đạt hiệu suất rồi. Có một số trường hợp thì vào giờ giữa trưa mà nắng tốt thì nó có thể lên tới 16, hơn 16 ampe là chuyện bình thường. Đấy hiện tại hơn 2 giờ chiều rồi, dòng nạp đang nạp vào là 14,36 ampe. Nó phù hợp nạp cho cái bình dung lượng từ 12V 100Ah đến bình 200Ah cũng được mọi người. Bộ này bên em đang bán hai tấm này có giá là mỗi tấm là 1.750.000, hai tấm là 3.500.000. Bộ điều khiển sạc này thì có giá là 600.000 mọi người nhé. Còn có những bộ khác thì giá thành nó sẽ rẻ hơn. Có bộ 30A là 320.000, có bộ thì 550, em đã test ở những video trước rồi. Mọi người chưa xem thì bấm xem lại mọi người nhé. Có nhu cầu liên hệ đặt hàng thì cứ liên hệ với em theo số 0375 122 365, số điện thoại em ghim dưới màn hình, có nick Zalo ở đấy và nick Shopee em để phần mô tả mọi người nhé. Chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.